Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái buổi học về chủ đề số 13, tranh hình ảnh và chữ nghệ thuật. Trong đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chúng ta sẽ chèn một cái hình ảnh vào bên trong một cái bài PowerPoint. Các bạn sẽ vào thẻ Insert. Trong thẻ Insert đây là nhóm Picture này. Và chúng ta sẽ có bốn công cụ để các bạn chèn hình ảnh. Là chèn hình ảnh từ tập tin đã lưu, cái này thì chúng ta đã lưu sẵn rồi. Cái thứ hai là trong thư viện LibArt. Cái số 3 là chúng ta sẽ chụp hình màn hình đó. Số 4 là trong cái album hình thì ở đây đa số là chúng ta sẽ dùng cái thứ nhất với cái thứ hai nha. Còn cái thứ ba là chúng ta sẽ lấy hình thôi. Cái số 4 thì album có sẵn. Đó là cách số 1, hoặc là chúng ta sẽ vào cái phần Home, chọn Layout và chúng ta chọn cái bố cục thứ hai. Đó, ở đó chúng ta sẽ có hình. Đây, cái mẫu này ha. Đây là Table chart, max chart, hình ảnh, hình và phim nha. Chúng ta sẽ dùng hai cái là hình này với cả clip art ở đây. Đó, đó là cách chúng ta sẽ lấy hình, được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ lấy hình cho các bạn. Bây giờ thầy sẽ mở PowerPoint. Trong PowerPoint, cách thứ nhất là các bạn vào sẽ Insert Picture. Đó, chúng ta sẽ lên ví dụ hình Mickey là cái này thì trong máy thầy có sẵn rồi. Insert vào là chúng ta có hình. Hình thứ nhất, cách thứ nhất. Rồi bây giờ tiếp tục cách thứ hai, chúng ta sẽ lấy hình Insert Lip Art. Các bạn chọn Go. Lấy một bức hình. Insert. Screenshot. Screenshot. Đây hình. Các bạn sẽ chụp một tấm hình. Ví dụ như cái núi này. Đó. Insert. Photo album. Ở đây thầy không có album thì thầy phải tạo cái album. Rồi bây giờ sẽ cho các hình vào. Cái này thì nó sẽ rắc rối hơn. Cái này chưa có album thì chúng ta phải tạo nha. Kiếm file. Ví dụ album hình đây. Insert. Rồi, các bạn chọn, thầy sẽ chọn hết, cần chọn A. Insert. Đó, thầy đã có một cái album. Rồi, tạo. Đó, có album ở đây. Chút xíu thầy lấy hình này để ví dụ cho các bạn là thì nó đã ra bên đây rồi, ra một cái bài mới luôn rồi. Đó, đó là cách chúng ta sẽ lấy vào hình vào photo album này. Hết một cái hình vào đây. Đó là bốn cách để các bạn sẽ lấy một bức hình. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh sắc độ và tạo khung cho hình. Các bạn chọn hình, chọn format và chúng ta vào cái phần này để chúng ta chỉnh sắc độ. Rồi bấm vô đó, ở đây là có các thành phần. Xóa background là xóa cái phông nền, chỉnh độ sáng tối của hình, chỉnh màu sắc khác, hiệu ứng nghệ thuật, lén hình. Cái này chỉ sử dụng khi chúng ta trong bài có nhiều hình, đổi hình ảnh khác, thiết lập lại từ đầu. Xóa những tất cả ứng dụng đi, tạo khung. Tạo khung đây là những cái khung có sẵn này. Các bạn chọn khung. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn. Đây, sau khi có hình xong, ta kéo to, kéo nhỏ tùy mình. Thầy sẽ bỏ cái phần này đi cho chúng ta dễ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái thứ nhất, key này. Chọn Mickey xong vào format trong cái phần này ở đây nè. Cái này thì nó không có background, thầy sẽ lấy cái này có background, các bạn xóa thì nó sẽ lấy cái background đi. Còn mỗi cái hình cái núi thôi. Rồi quay lại thì chúng ta có thể chọn hình reset về như cũ ha. Rồi bây giờ sáng tối thì thầy chạy chọn cái này là sáng tối. Đây sáng tối các bạn chọn ví dụ tối sáng. Đó, sáng tối màu sắc khác. Đây có thể chuyển về màu xanh, kéo đây cho các bạn coi. Đen trắng, ví dụ chuyển thành đen trắng như thế này. Sáng tối, reset về như cũ, hiệu ứng khác, đó hiệu ứng khác nè. Ví dụ chọn cái này hiệu ứng khác, cái này không có hiệu ứng, là hiệu ứng coi. Này chẳng hạn, một cái hiệu ứng khác. Rồi,
nén hình. Sau các bạn bấm thì chúng ta ok là xong. Đây thì thầy không cần nén hình, đổi hình, đổi thành một hình chú rùa insert. Rồi, đó là những cái về khung hình. Bây giờ thầy khung hình. Khung hình ở đây chúng ta có nhiều khung để các bạn chọn. Đó, các bạn cứ chọn khung thoải mái. Đổi màu sắc của đường viền. Hiệu ứng. Có rất nhiều hiệu ứng cho các bạn chọn. Này là layout để sắp xếp hình lại. Đó, chủ yếu là chúng ta cho khung rồi đổi màu sắc cái khung, hình dạng hiệu ứng của khung. Đó là về phần khung hình. Rồi tiếp theo phần trải nghiệm. Trong phần này các bạn sẽ làm một cái like hình ảnh, chèn hình ảnh kích thước, rồi sao chép, chỉnh sang tối, độ tương phản. Đây chúng ta sẽ làm một cái hình ví dụ giống như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm rồi, cái này thầy cứ để đây, thầy sẽ mở một cái like mới vào thầy home, chọn new like. Trong line mới này thì chúng ta cái này thì không cần thì bỏ đi. Bây giờ lấy hình ảnh vào insert, chọn picture. Đây này sẽ lấy hình trong picture, lấy ta sẽ lấy ba hình insert. Và bây giờ sẽ sắp xếp hình để chúng ta làm cái bài thu nhỏ tích. Rồi ba hình xong, chúng ta sẽ copy ra thành 5 cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy sắp xếp xong thì chúng ta sẽ cho khung hình thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho khung. Các bạn chọn hình và cho khung. Chọn màu cho khung, khung nhỏ lại, nhỏ màu sắc, khung tròn, khung vuông. Chọn màu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái con vịt với cả con rùa vào. Insert picture. Con vịt, con rùa. Insert picture. Con rùa. Rồi đó. Kéo nhỏ lại. Con vịt kéo nhỏ luôn. Chúng ta sẽ sắp xếp về. Con rùa sẽ copy làm hai hình. Rồi chúng ta sẽ xoay. Rồi chỉnh con rùa làm nghiêng. Đen trắng. Rồi copy con vịt ra. Đó là xong. Các bạn cho màu sắc chúng ta vào format background. Chọn màu nền đó là vân gỗ đá. Đó vân gỗ đá. Rồi các chúng ta cũng có thể cho cái animation. Mỗi hiệu ứng sẽ có số ở trên đó. Rồi cho transition. Transition. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần tạo chữ nghệ thuật. Tạo chữ nghệ thuật các bạn vào insert, chọn work art và chọn mẫu. Gõ nội dung vào đây.
ví dụ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Và đó chúng ta sẽ vào format, chọn cái chữ A này là cái hiệu ứng change from. Đó, rồi bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn coi một cái khung hình khác. Home new line, chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Bây giờ sẽ insert work app, chọn một mẫu to test here, khi là trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Cho phông chữ nhỏ lại. Ở đây, vô format, chọn test effect, transform, chúng ta sẽ chọn giống cái app này. Đó, vậy là các bạn đã chỉnh được. Có thể đổi khung khung hình, màu sắc của chữ. Đó. Đó. Cho animation, cho transition. Bạn có thể làm những cái tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn có thể làm cái phần bướm bào hoa này ha. Chữ nghệ thuật này. Cái này là điểm xếp cho hình ảnh vào. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cái này cho các bạn coi. Tạo một cái mới home line. Rồi bây giờ đặt khung trước. Insert shape. Bạn chọn cái shape ở phía dưới đây. Shape này. Kéo một cái khung. Đổi màu. Đấy, cái màu này. Đấy, rồi chúng ta sẽ viết chữ ở bên trong. Chọn chữ. Tăng cơ chữ lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hình. Cho hình con bướm vào. Insert. Đây là không cần thì chúng ta sẽ bỏ. Ta sẽ lấy 4 cái hình. Một hình. Hai hình. Cho khung. Tạo khung hình. Đó. Cho format background phông nền vào. Bạn có thể tạo bóng và format chúng ta sẽ và chúng ta cho thêm cái phần hiệu ứng. Chúng ta có thể trình chiếu. Format background. Sắp xếp hình cho nó hợp lý. Đã hoàn thành việc chúng ta đã làm bài ha. Rồi vậy là xong. Rồi cái bài học của thầy đến đây là hết. Hẹn các bạn vào buổi học ngày hôm sau. Chào các bạn.